Từ thiện được xem như là một hành động vô cùng quen thuộc. Thế nhưng thì xung quanh việc từ thiện cũng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra. Liệu rằng đằng sau lớp vỏ bọc từ thiện là những gì? Dù vậy, bất chấp các luồng dư luận và các ý kiến khen chê trái chiều, có những nghệ sĩ Việt vẫn không ngừng nghỉ công việc thầm lặng ấy trong rất nhiều năm nay, đem trái tim và tấm lòng của mình hướng đến những mảnh đời bất hạnh trên cả nước. Hãy cùng gia đình Việt điểm qua những nghệ sĩ đó là ai nhé. 1. Ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung là một trong những người nghệ sĩ thường xuyên có mặt hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn vì dịch bệnh, thiên tai lũ lụt hạn hán. Mới đây nhất thì nữ ca sĩ cũng đã có mặt tại miền Trung để kịp thời cứu trợ đến đồng bào vùng lũ. Trước đó thì từ ngày 13 tháng 10, chứng kiến cảnh người dân miền Trung chịu mưa lũ nặng nề, ca sĩ Phi Nhung đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ. Sau khoảng 5 ngày nhận quyên góp, nữ ca sĩ đã đóng tài khoản và lên đường đi miền Trung. Số tiền mà Phi Nhung nhận được quyên góp là gần 800 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Tuy nhiên thì hình ảnh cô diện đồ đơn giản và tươi cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng người dân và các thành viên trong đoàn cứu trợ đã khiến cho nữ ca sĩ bị chỉ trích. Nhiều bình luận tiêu cực cho rằng khi đi cứu trợ và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khốn khổ, không hiểu vì sao Phi Nhung có thể tươi cười chụp ảnh cho đành lòng như vậy. Đứng trước chỉ trích của dư luận, Phi Nhung đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể thì cô chia sẻ rằng khóc được gì, khóc là khi nào mình không giúp được gì cho bà con. Nghệ sĩ chúng tôi cười, cười là vì đích thân chúng tôi đến tận nơi, tận nhà giúp cho người dân và thấy những nụ cười của người dân trao lại cho chúng tôi, chỉ có vậy thôi. Bên cạnh những ý kiến trái chiều thì vẫn có nhiều người bênh vực giọng ca Bông Điên Điển khi cho rằng khóc không giải quyết được gì, chỉ làm người dân thêm bi ai, nên Phi Nhung muốn truyền năng lượng tích cực đến cho họ. 2. Hồ Ngọc Hà. Khác với hình ảnh một Hồ Ngọc Hà lộng lẫy kiêu sa với những món đồ hàng hiệu đắt tiền, cũng không phải là một Hồ Ngọc Hà nóng bỏng, quyến rũ với body cực phẩm. Có một Hà Hồ luôn xuất hiện với một hình ảnh lịch sự, chỉnh chu, giản dị và vô cùng gần gũi, thân thiện mỗi lần đi từ thiện. Thì tháng 3 vừa qua, Hồ Ngọc Hà cũng đã ủng hộ 3 tỷ đồng giúp cho người dân miền Tây đang gặp hạn mặn nặng nề, đồng thời thì chung tay vào chiến dịch chống Covid-19. Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà quyên góp và ủng hộ những mảnh đời còn nhiều khó khăn, vất vả hơn mình. Trước đó thì đã có rất nhiều lần cô đích thân đi làm từ thiện, trao quà, động viên những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Đợt lũ lụt miền Trung lần này, vì lý do cá nhân nên cô không đi trực tiếp đến vùng lũ để cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên thì bà Ngọc Hương cùng với đoàn cứu trợ của mình đã tiến sâu vào các vùng ngập nặng ở Quảng Trị để trao tận tay tiền cứu trợ và nhu yếu phẩm cho người dân. Được biết thì Trấn Thành đã trao 1 tỷ đồng quyên góp được cho đoàn của bà, đủ để biết uy tín của bà trong lòng mọi người là rất lớn. Tiếp theo là ca sĩ Mỹ Tâm. Sau nhiều năm hoạt động, Mỹ Tâm vẫn luôn là cái tên rất hot trong làng nhạc Việt Nam. Sự xuất hiện với vai trò mới như diễn viên, ca sĩ, huấn luyện viên trong những show truyền hình thực tế, Mỹ Tâm đã hâm nóng lại tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ. Mỹ Tâm cũng biết đến là một trong những ngôi sao hàng đầu, luôn thường xuyên thực hiện những chuyến đi ý nghĩa như vậy. Không chỉ là hàng năm đến giúp đỡ đồng bào miền Trung mỗi khi có lũ lụt, cô vẫn thường xuyên đi thăm các bà con trên khắp cả nước, những nghệ sĩ già yếu tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi về quê đón Tết. Trong đợt Covid-19, nữ ca sĩ đã âm thầm đến trao tặng 1.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn, 5.000 khẩu trang y tế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới. Bên cạnh đó, thì Mỹ Tâm cùng với công ty cô đang sở hữu đã trao tặng quà từ thiện cho rất nhiều bệnh viện trên toàn quốc. Và cũng không ngoại lệ, mới đây thì Mỹ Tâm cũng đã có mặt tại tỉnh Quảng Nam để cứu trợ cho đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của bão. Nữ ca sĩ đã đến thăm xã Đại Lãnh và Đại Hưng, huyện Đại Lộc. Mỹ Tâm phát tặng hàng ngàn phần quà cho các bà con tại hai xã này, bao gồm nhiều vật phẩm và hiện kim để vượt qua giai đoạn khó khăn. Có lẽ chính từ những điều này đã khiến cái tên Mỹ Tâm luôn nằm trong lòng khán giả cả nước. Thứ tư, Đại Nghĩa. Câu chuyện Đại Nghĩa làm từ thiện không phải là ngày 1, ngày 2, mà đã là một con đường rất 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 dài. Dù không đau to bú lớn, chẳng cần ai phải biết hay ngợi ca, nhưng người dân vẫn thấy anh lặng lẽ đi làm phúc khắp nơi, xây cầu, xây nhà cho bà con ở những vùng khó khăn. Những ngày Covid-19 mới bùng phát tại Việt Nam, Đại Nghĩa cũng là một trong số các nghệ sĩ đi đầu trong việc phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí. Song song với đó, anh còn tích cực quyên góp, kêu gọi giúp đỡ lắp máy lọc nước cho người dân miền Tây khi hạn mặn hoành hành, ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống. Anh còn khởi xướng một tài khoản thiện nguyện mang tên An Vui và hiện đã đủ duyên để tổ chức mổ mắt miễn phí cho người nghèo mỗi tháng. Số lượng bệnh nhân ước lượng khoảng 100 người, tùy thuộc vào quyết định của bác sĩ sau khi tổ chức khám ban đầu.
anh cũng là một trong những sao Việt đầu tiên kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chống bão lũ với 550 xuất quà, tự bỏ tiền túi 10 triệu đồng quyên góp. Được biết thì Trấn Thành đã chuyển 3 tỷ quyên góp được cho Đại Nghĩa và anh cho biết sẽ trực tiếp đến miền Trung vào đầu tháng 11 tới để cứu trợ bà con. Với những việc anh đã làm, Đại Nghĩa xứng đáng được xem là một ông bụt giữa đời thường. Và cuối cùng, không phải là ai khác, chính là nữ ca sĩ Thủy Tiên. Thủy Tiên có lẽ là cái tên không còn xa lạ trong những ngày qua khi cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt. Những lần từ thiện của Thủy Tiên phải kể đến như vào đầu tháng 3 năm 2020, đích thân tiền trạm kêu gọi được số tiền 15 tỷ 340 triệu đồng giúp cho bà con miền Tây chống hạn mặn và ngập mặn. Cận Tết Canh Tí năm 2020, chính Thủy Tiên và Công Vinh mang ba lô tiền của mình phát nóng gần 1 tỷ tiền hỗ trợ cho các công nhân về quê ăn Tết. Vào năm 2016, cô chi trả 100 triệu đồng xây cầu cho bà con tại quê nhà Kiên Giang. Công Vinh cũng luôn đồng hành trong từng chuyến thiện nguyện của vợ. Trong trận lũ lụt năm 2016, anh còn tổ chức các trận bóng từ thiện kêu gọi những người đồng đội cũ tại đội tuyển Việt Nam ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Mới đây nhất thì Thủy Tiên đã kêu gọi được hơn 150 tỷ đồng chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung. Và đây là một số tiền khá lớn và cũng khiến cho Thủy Tiên vô cùng lo lắng khi mang trong mình trọng trách nặng nề. Tuy nhiên thì nữ ca sĩ vẫn không lùi bước, cô chia sẻ kế hoạch cụ thể trên trang cá nhân rằng Thủy Tiên sẽ trao tiền đến người dân của 5 tỉnh miền Trung để giúp cho bà con khắc phục hậu quả sau lũ. Nữ ca sĩ sẽ cập nhật danh sách người được hỗ trợ một cách công khai, minh bạch trên mạng xã hội. Đồng thời thì Thủy Tiên dự định xây nhà 5 tầng được trang bị sẵn thuyền cứu hộ trong nhà để bà con dùng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. 150 tỷ nghe thì nhiều, nhưng tổng có 5 tỉnh, mà một huyện thì vài chục nghìn hộ, thì Tiên hỗ trợ coi như muối bỏ bể. Tiên sẽ cân nhắc số tiền làm sao để sử dụng đúng mục đích và có ý nghĩa nhất, cô nói. Với những hành động đẹp của Thủy Tiên, cũng nhận được sự đông đảo tình cảm của khán giả và được ví như cô Tiên giữa đời thường. Các bạn thấy đấy, những người như Phi Nhung, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Đại Nghĩa hay thậm chí là Trấn Thành và Thủy Tiên đang là những nghệ sĩ vì lợi ích của cộng đồng, vì những người đồng bào miền Trung lũ lụt đang gặp phải thiên tai khốn khó. Họ ra tay chung sức giúp đỡ cho đồng bào có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Vậy đó, dù là công khai minh bạch hay là âm thầm giúp đỡ cho bà con, thì chính những người nghệ sĩ này luôn mang những suy nghĩ tích cực đến cho mọi người, rằng tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người hoạn nạn trong những lúc khó khăn nhất, thì chính mình cũng sẽ nhận được lại nhiều sự tích cực và nhiều sự yêu thương hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy nhớ là subscribe, đăng ký kênh Doanh Việt, like, share để cập nhật những video mới nhất nhé.